Đừng nên ăn dưa đó nhiều, đang yếu trong mình. Pháp chúng sanh
dòm xem tứ hướng đâu đâu chỗ nào cũng Phật đỡ đầu người tu. Ta đây hết sức công phu tầm ta hết cách quyền tu không thành, nhưng ta ráng sức tu hành hành cho tột bực để dành làm hướng. Dân khờ dân dạy ta thương, ta chỉ ngõ đường không kiếm mà đi. Đi tập học đạo vô vi, ngày sau hiểu rõ việc gì cũng không. Bây giờ Phật đợi Phật trong, chúng sanh tu hết Phật học bất lo. Bây giờ Phật vẫn còn lo, không tu tiêu diệt ấm mi no chỗ nào. Đến ngày thì có thiên tàu, cầm sổ biên hết kẻ nào không tu. Trong thành ngoài thì ở khu đều bị tiêu diệt, người tu thì còn. Bây giờ cho chết lần mòn, đến ngày tận thế thì còn Phật tiên. Ta khuyên sanh chúng làm hiền, ăn chay niệm Phật của tiền ham chi. Tu thì chữ phúc bỏ đi, chữ bận thì phải gắn ghi vào lòng. Muốn tu thì phải tin xong, những chuyện lòng vòng đều bỏ mới an. Tu thì đừng có thở than, phải chịu cực khổ tập đàn mà đi. Tu thì phải ráng công phu, đừng để lu bù mang tiếng người tu. Muốn tu bất cứ ở đâu, nếu có lòng cầu thì Phật chứng ngay. Phật mà đâu có gì ai, nếu ai tưởng Phật Như Lai độ liền. Phật đâu có thấy hiện tiền, vì lòng nguyện giải Phật liền hiện ra. Phật đâu có ở nơi xa, trong tâm có Phật ai mà biết đâu. Thế gian không chịu hiểu sâu, cứ nói cơ cầu mà chẳng chịu tu. Ta khuyên chớ có cần cố ráng tầm, mau lẹ mà tu mà hành. Ta thương ta chỉ rất rằng, dân người thức tỉnh tu hành nhờ thân. Ta khuyên dân chúng phải cần, Phật tiên lẫn lộn dưới trần đâu xa. Những người hữu phước mới là gặp Phật quy chánh cải tà nay mai. Phật đâu có phải người sai, sai đạo sai đức không phải sai người thế gian, mà sai rồi
can, rõ đời rõ đạo rõ cả xấu xa. Phật đây cũng do người ta tu mà thành Phật, chớ là ai đâu. Thế gian nhiều kẻ câu cầu không tâm mà hiểu có đâu ngạo cười. Không tu còn lại dễ tươi thay, Phật không biết lại cười lại kinh. Tại sao dưới thế cất đình, cất chùa cất miếu biểu mình đi tu? Bởi vì dưới thế cao chu ăn xài quy quá dòng dù chân ngang, đi từ đầu xóm cuối làng thấy Phật không biết lại còn kinh khi. Muốn cho tâm nay bỏ đi lập chùa lập miếu đặng đi tu hành, không tu là chuyện bất thành. Tu mà giả dối bị hành sát thân, tu mà giả dối bị hành sát thân, đi tu thì phải sáng cần, trao dồi đức hạnh lần lần mới nên. Đổ thanh thủy sanh năm kinh tỳ, nguyện giới cầu gian giai thiên liên. Mẹ hiền ngữ tại tòa chương, đọc tên đọc tuổi mà rầu cho con. Đời con lạnh đần trứng chuyên, chữ tình áo não sầu thương riêng mình. Đời con nước đi mắt tuôn dòng, cơm chan nước mắt phập phồng hàng đêm. Lệ rơi tuôn chảy triền miên, chưa từng một giấc ngủ yên cõi đời. Thứ hai cũng bởi chữ tiền, thương con cực khổ dầm xương tháng ngày. Gái trai trên dưới sao là một mình con, đặng dậy dùng bể đông. Một mình con chịu lòng đông, dưới trên sao trước trong nhà mình hết. Thấy con cực khổ dựng nên, một mình con chịu đắng cái vô ngần. Giờ thêm chứng nghi bệnh trong mình, con mau chạy chữa thuốc thang mau làm. Con mang chứng nghi bệnh trầm kha, có mong chạy chữa thuốc thang con à. Ráng đi thần nguyện thiên liên, mẹ cha độ trẻ bình yên khỏe hòa. Một là con giữ thân mình, năm nay cố gắng 10 ngày tháng 5. 10 ngày trăng sáng lối rằm, con ơi ráng giữ thân mình nghe con. Chuyện
nay mà sầu trong tâm. Con mệt mối hận trong lòng, sống thời để bụng thác thời đêm theo. Năm nay cố gắng vừa qua tháng tám thì con an lành. Chừng qua tháng tám trăng tròn thì con của mẹ lầu xóm quy hoàng. Mấy lời điềm đạo trần hoàng, nghe lời mẹ nói ngày sau an. Đầu sớm cuối làng thấy Phật không biết lại còn kinh khi. Muốn cho ba tánh bỏ đi lập chùa lập miếu đặng đi tu hành. Chào Kim Ngân, chào Trung Hậu, chào Văn Phước. Đi tu thì phải tháng cần trao dồi đức hạnh lần lần mới nên. Chào Trần Chi. Người tu nhờ có ơn trên chỉ cho cách ý thức làm nên con người. Đời xưa có Phật Như Lai, thiên nhiên vạn thọ ngày nay dần còn. Danh con tiếng tọt bia son, ngày nay dưới thế dần còn bia danh. Buổi trưa chúc mọi người an lành nha. Trưa buồn chẳng biết làm chi, lại chim một chút gặp đi bạn hiền. Gặp người biết đạo tu hiền, gặp người nhân đức dạy thời bình yên. Tu hành sửa lỗi quan chỉ mong